Vâng, xin chào các bạn đang đi chơi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kỹ thuật rất là quan trọng trong cái việc nuôi dê con mà các bạn lâu nay chưa có ai biết và chưa có ai làm cái điều đó. Đó là sau khi dê mẹ sinh dê con thì có một số dê mẹ nó sẽ không có xuống sữa, hoặc là cái sữa nó bị đặc, không có vứt ra được, dê con không có bú được, hoặc là dê mẹ nó sẽ không có cho dê con bú, đặc biệt là những con dê tơ nó chưa biết nuôi con. Thì chúng ta phải làm gì? Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ ấm cho dê con là trước hết. Sau khi sinh 1 đến 2 tiếng đồng hồ là chúng ta phải cho uống sữa ngoài nha các bạn, quan trọng nha. Thì sữa ngoài thì các bạn dùng cái sữa của người á, của em bé á, để mà các bạn cho dê con nó uống. Các bạn mua cái xi lanh nhỏ này này, cái xi lanh 1C này này. Đấy, để mà chúng ta bơm trực tiếp vô cái miệng của dê con cho nó uống. Để cho nó có cái dinh dưỡng, cho nó có cái sự sống. Chứ không là trong lúc này dê mẹ nó chưa có sữa hay là nó chưa cho con bú á, thì nó sẽ đói nha các bạn, đói nó suy kiệt, nó kiệt sức, nó chết. Thì chúng ta cho uống sau khi sinh khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thì chúng ta cho uống 5 ống như thế này, thì uống với 5C là được. Và sau đó khoảng 6 tiếng đến 8 tiếng thì chúng ta cho uống tiếp khoảng 10C. Và chúng ta nên nhốt vô mẹ với vô con một chỗ để cho con dê mẹ nó quen dê con và nó có cái tình thương để nó cho dê con bú sữa. Đồng thời là dê con nó sẽ kích thích, nó sẽ tập cái đó, nó tập nó bú như vậy. Nhưng dê này nó không phải cho bú hay đâu, rất là khó nha, không phải là cái sữa nó dê tơ, cái sữa nó không có, nó vẫn kêu nó thương con nhưng mà nó không cho uống sữa. Bởi vậy chúng ta cho uống sữa ngoài rất là quan trọng. Trước mắt giúp cho con nó khỏe đã. Chứ các bạn không cho uống sữa mà cứ đỡ khoảng một ngày là giờ con này nó sẽ yếu, nó chết các bạn, nếu không có sữa. Thì đấy là một cái kỹ thuật mà lâu nay anh em mà con chưa có biết cái kỹ thuật này. Hôm nay mình sẽ để anh em mà con rút kinh nghiệm nha. Xin chào và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.